Hello, xin chào các bác. Nhà em mới về được một chiếc Kia Cerato bản 2.0. Con này là bản cao cấp nhất của Kia Cerato các bác nhá. Và em giới thiệu em là Đạt, phụ trách bán hàng tại cửa hàng Từ Quý Auto. Và bên em chuyên cung cấp ra các dòng xe hơi siêu lướt, cực kỳ nhiều xe lướt các bác nhá. Ngoài con Cerato ra, nhà em còn có cả Elantra này, Mazda 3 này, Mazda 6, toàn thế hệ siêu lướt thôi, CX-5 đủ các kiểu luôn. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác con này, một chiếc sedan hạng C rất vừa tiền. Con này là bản 2.0 cao cấp nhất và nó được sản xuất 2019, biển gốc thành phố, tên cá nhân một chủ, siêu lướt mới chạy được có 8.000 cây thôi. Miễn bản về chất lượng các bác nhé, các bác có thể nhìn này, sơn si này, hay những cái đường mép cản này, nó rất là còn nguyên, nguyên bản. Bởi vì xe trong thành phố các bác biết là rất dễ va quệt những cái phần gốc ba đợt sốc này, thì mép cản này nó sẽ lệch khi các bác sơn sửa lại, nhưng con này còn nguyên, rất là mới, lốp láp này, bốn lốp liền đời các bác nhá, sơ cua chưa chạm đất. Màu sơn này, màu đen này các bác này, nhìn cực kỳ bóng luôn. Bác nào mua về mà phủ một lớp ceramic lên nữa thì nó tuyệt vời. Em có thể đánh giá về mặt sơn này nó phải trên 95%, trên 95%. Các bác nhìn những đường mép cản này còn nguyên luôn. Con này vì là nó thế hệ 2019, thế nên là nó chưa được trang bị một cái bô đôi, và nó chưa được trang bị cái đuôi gió này, sang đời 2020 các bác ạ, thì bắt đầu có thêm một chút đấy, nhưng mà bắt đầu thích có thể độ vào được, chả khác gì nhau cả, y hệt luôn. Cụm đèn này thay đổi thiết kế hoàn toàn mới. Đây các bác nhìn, em có một vài cái vết điểm xước nhỏ nhỏ này là em không sẽ không làm, để cho các bác biết là cái phần sơn si nó còn zin. Đấy, bộ bơm la răng con này thì là 17 inch la răng phay, 5 chấu kép. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan báo rẽ, có đề nổ start top smart key. Đây ấy, nó là một cái thiết kế gần như gọi là trào lưu thời bây giờ các bác này. Đây bên trên nó chỉ có là cụm đèn pha cộng cốt thôi, còn xi nhan các thứ là nó cho được hết bên dưới. Mazda 3 các thứ cũng đã được trang bị cái kiểu như này này các bác. Cụm đèn này là cụm đèn bi led các bác nhá, bi full led, bóng pha cốt là cùng nhau. Ở đây nó trang bị thêm cả một cái cam cặp lề này. Các bác nhìn ở bên này để các bác căn chỉnh đường nó dễ dàng hơn và đỡ bị sức la răng người va quệt nhỏ. Đấy, căn đường chuẩn hơn. Nội thất bên trong của chiếc mắt của chiếc Kia Cerato bản 2.0 này rất ấn tượng. Khi nó được trang bị màu đen và màu đỏ. Đây bác nhìn màu da này, đen pha đỏ các bác nhá, rất thể thao cả ghế luôn. Tất cả bên trong và trần nó là màu đen. Con này được trang bị thêm một cái led viền. Led viền ở trong song xe này các bác nhìn này, cái này có thể đổi màu được các bác nhá. Đây các bác nhìn một chút về cái phần keo chỉ của xe này, ốc bác này. Đó là nguyên bản sơn từ nhà máy còn nguyên, ốc cánh cửa này. Đấy. Keo chỉ cửa này. Đây cho các bác xem. Keo chỉ này. Rất là đẹp, còn nguyên, chưa từng bị va quẹt, va đập gì để chạy lại chỉ hay bất cứ cái gì cả các bác nhá. Sơn zin trên 95%, cực kỳ mới. Vì đây là bản cao cấp nhất, thế nên là nó trang bị một cái bộ sạc không dây. Ở phiên bản Kia Cerato đợt trước ấy, thì tất cả các bản 1.6 AT hay là bản 2.0 AT đều được trang bị sạc không dây ở đời 2018. Thế nhưng mà sang đến đời form mới này thì chỉ có bản 2.0 mới được trang bị sạc không dây các bác nhé. Trần đen này, trần đen này, có cửa sổ trời, một cửa sổ trời nhỏ thôi. Hộp số tự động này là 6 cấp, có 4 chế độ lái. Đây, Smart, Comfort và Eco. Và đây là thể thao này, cực nhiều chế độ lái. Con này nhưng mà nó cắt mất cái lễ chuyển số trên vô lăng. Có đèn tự động, gạt mưa tự động và ga tự động, đủ hết, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió điều hòa thứ hai. Đây là cái chỗ sạc không dây các bác nhé, các bác cứ để máy lên là nó sẽ tự sạc. Xe này chủ cũ đã trang bị một cái led viền này các bác này, các bác đi buổi tối nhìn thì mới đẹp, ban ngày thì nhiều ánh sáng quá, nhất là khi nó được trang bị thêm cả một cái trần đen và toàn bộ thức của nó màu đen ấy, thì cái led viền này nổi, rất là nổi. Đây là còn nguyên sách, không có sử dụng này. Đó là phanh cơ. Rồi bộ nội thất ghế màu đỏ,
Đen đỏ. Bây giờ em muốn chỉ cho các bác biết luôn cái chất lượng của xe. Quan trọng nhất một chiếc xe cũ đó là động cơ, khung gầm và máy móc, để chúng ta biết được xe nó có bị va quệt hay sơn si gì chưa. Thì đầu tiên các bác đi xem xe cũ, các bác hãy để ý cái chi tiết này cho em. Đây là cabo, ốc cabo. Khi mà xe bị va chạm vào cabo hay là những cái phần liên quan đến cabo ấy, thì thường thì sẽ phải tháo ra để sơn si hay là chạy lại chỉ các thứ đấy ạ. Thì những ốc cabo này còn zin. Đây gọi là ốc tai. Vâng, gọi là ốc tai nhá, ốc từ anh em nghề xe hay dùng. Ốc tai xe. Đấy, ốc cabo, ốc tai còn zin thì các bác có thể loại bỏ được tương đối phần trăm cho cái việc là xe không bị va chạm. Còn đây là khung răng này, các bác để ý giúp em là khung răng này. Xe những cái đinh bấm hàn của nó còn rất là mới, nó không bị nhăn, tức là xe nó vẫn chưa có sự bị gò, bị nắn chỉnh lại gì cả. Các bác nhìn xe nhá, cứ để những cái ốc này. Những cái ốc là những cái điểm dễ nhìn nhất, bởi vì khi mà vặn ốc ra thì đương nhiên nó sẽ có những cái vết chuét. Đấy, con này thì nó còn nguyên zin hết từ đầu đến cuối, chưa ốc nào ra cả, khung răng còn nguyên. Còn máy các bác xem chủ yếu ở đây này, đầu tiên phải xem ở đây đã. Đây là ốc mặt máy, để biết được là con này nó có bị ra máy hay không. Bởi vì thường thì những xe ngập nước, tất cả các xe đều phải ra máy để có thể làm lại. Còn bên dưới này thì nó phải là một cái hộp số, nhờ cái này thì các bác phải soi đèn pin thì mới nhìn được. Đấy, con này thì về cơ bản thì rất là đẹp, chất lượng thì miễn bàn. Và giá của nó em đang bán là 680 triệu đồng. Giá này thì hoàn toàn có thể thương lượng được khi các bác qua xem xe trực tiếp. Và em có hỗ trợ ngân hàng con này lên đến 70% giá trị xe, thủ tục cực kỳ nhanh gọn. Và đặc biệt em hỗ trợ tất cả các bộ hồ sơ xấu các bác nhá. Vậy anh chị cần thì thắc mắc về xe cộ hay là tìm những cái dòng xe khác ngoài những cái sản phẩm mà em giới thiệu ra, thì các bác hãy cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 094 333 2565. Em Đạt, cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin chào ạ.